Chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát đài thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi đã giới thiệu phần 11 tiểu thuyết đêm yên tĩnh của nhà văn Hữu Mai. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Cuối tháng 8, trung tâm liên tục gửi điện thông báo sẽ có hai tàu trọng tải 30 tấn cập bến và yêu cầu phải chuyển hàng ngay trong đêm. Ngoài ra, họ cũng đề nghị Dương chuẩn bị địa điểm tạm trú cho 6 cán bộ vào hoạt động trong nội thành. Không may, đêm trước hôm tàu cập bãi, thì đại khí tượng báo tin có một cơn bão gần bờ sẽ quét qua tỉnh Minh Hải. Thế là trung tâm cho giờ lại 2 ngày sau đó. Đành phải ém quân chờ đợi. Cuối cùng, anh Bảy Thiệt cùng Dương Kính và Lưu cũng đóng trọn giai kịch của mình. Cuối cùng, anh Bảy Thiệt cùng Dương Kính và Lưu cũng đóng trọn giai kịch của mình. Sáu tên bị bắt cùng toàn bộ số vũ khí cùng đô la. Những cuộc hỏi cung khai thác được tiến hành riêng lẻ. Ngoan cố nhất vẫn là tên toán trưởng Z-31. Hắn toàn tự tử đến hai lần, song nhờ vào sự phản ứng nhanh lẹ của các chiến sĩ bảo vệ nên chỉ bị trầy xước nhẹ ở đầu. Mấy ngày sau, Z-34 mới chủ động xin gặp Tám Lê thành khẩn cho lời khai. Với tên gọi là Trần Ngọc, từng là thiếu quý ngụy sau khi vượt biên được D6 chiêu mộ từ trại Đông Rách về căn cứ tự thắng. Nhiệm vụ của Z-34 là mở chiến dịch có tên là Lan Sống Xanh từ hải ngoại về quốc nội theo đường biển. Những tên còn lại được cán bộ giải thích giáo dục thuyết phục cũng từ từ khai thật. Trong số này có Nguyễn Nhật Thắng là người chủ động khai báo thành thật và đầy đủ hơn cả. Hãy cùng bước vào phần 12 tiểu thuyết Đêm Yên Tĩnh của nhà văn Hữu Mai trong chương trình đọc truyện đêm nay để dõi theo công tác ngày càng phức tạp và gây go của tổ đặc biệt dưới sự dẫn dắt của Bảy Thiệt. Chính Thành đứng lên nói Thời gian qua, tôi và anh em đã bắt nhiều nhóm biệt kích, nhưng đây mới là những nhóm không mang vũ khí. Và số lượng của chúng chỉ từ 1 đến 20 tên. Lần này, với một đại đội vũ khí mạnh sẽ khác. Tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ của ban chỉ đạo trao, nhưng theo kế hoạch trận đánh diễn ra vào 4 giờ 30 sáng, quân địch sẽ vào từ 8 giờ tối hôm trước. Không biết có cách nào để đưa chúng đi hơn 8 tiếng rưỡi trên chặng đường 10 số có thể nổ súng vào 3 giờ 30 không thể sớm hơn vì bọn chúng là biệt kích được huấn luyện lợi dụng bóng tối đánh đêm sẽ phức tạp gian rừng biển ở vùng này rất mỏng ba ngày đi khoảng 2 giờ là xuyên qua 7 tiếng rưỡi đi 10 cây số vẫn là tốc độ con rùa phải dẫn thế nào để chúng không biết ta đang lừa chúng đang đưa chúng vào chỗ chết nhưng thời gian dẫn đường phải phục vụ cho quân đội đánh thắng tôi sẽ xin cố gắng chỉ có điều sau đây ban chỉ đạo phải cho đi nghiên cứu thực địa thật kỹ. Đồng chí sẽ có 3 ngày làm công việc này, phối hợp với các đồng chí bên quân đội. Tham mưu trưởng quân khu hỏi: Các đồng chí bên an ninh dự kiến chúng tôi sẽ huy động một tiểu đoàn. Ba tâm trả lời: Một tiểu đoàn cũng có thể là một tiểu đoàn tăng cường, vì bọn chúng có một đại đội sử dụng nhiều lực lượng không tiện vì việc tiêu diệt lực lượng biệt kích này theo chỉ đạo của bộ cần làm hết sức bí mật. Tôi nêu một giả định. Chúng nói sẽ đưa vào một đại đội, nhưng thực tế lúc đó chúng đưa vào một tiểu đoàn. Hoặc hơn nữa thì sao? Mọi người hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi không phải không có lý. Tâm hưu trưởng nói tiếp. Chúng tôi phải có kế hoạch đánh chắc thắng. Các đồng chí bên an ninh có bảo đảm cho chúng chỉ đưa vào một đại đội không? trưởng tăng chỉ đạo nói từ trước tới nay bọn chúng không làm sai kế hoạch nhưng tôi đã nghe nói những lần trước chúng phải dựa vào tổ đặc biệt về giấy tờ hợp pháp về chỗ ở lần này ngoài việc mượn bến đổ bộ chúng không để thuộc vào các đồng chí bất cứ điều gì có thể đến phút cuối cùng chúng tăng thêm số lượng xâm nhập mà không kịp báo cho các đồng chí mọi người đều im lặng tâm cảm thấy điều này rất khó xảy ra nhưng anh không có cơ sở bác bỏ giả thuyết đồng chí tham mưu trưởng vừa nêu đồng chí tham mưu trưởng cân nhắc rồi nói tôi đề nghị lực lượng sử dụng sẽ là một trung đoàn để kết hợp với ý kiến bên an ninh lực lượng trực tiếp tác chiến vẫn là một tiểu đoàn hai tiểu đoàn kia sẽ làm lực lượng dự bị bố trí ở hai bên sườn đề phòng trường hợp phải sử dụng tới Chính Lanh đã có 3 ngày cùng tư học và đại diện bộ đội quân khu chính đi tìm hiểu trận địa. Bãi đổ quân đã biết từ trước, vị trí phục kích được xác định. Kế hoạch đề ra là Chính Lanh có nhiệm vụ dẫn quân địch từ ngoài bờ đê gian biển tới một con đìa nằm ngang cách đó khoảng 10 km. Bộ đội sẽ phục kích tại đây, đặt toàn bộ quân địch trên cánh đồng trống không có chỗ ẩn náu cách bờ đìa 50 mét, Canh yêu cầu bọn chúng dừng lại, rồi mời tên tôn trưởng lên đìa hội ý. Trên đìa ta bố trí sẵn một cái hố làm nơi trao đổi. Khi tên đại đội trưởng xuống đây, chính lanh cùng giới sách 81 tóm luôn. Hai trinh sát ở trên đồng thời lao xuống, cùng lúc đó phát lệnh nổ súng. Chính lanh nhận thấy nơi duy nhất có thể làm chậm bước tiến của quân địch vẫn là khu rừng gian biển anh đã đi ba đêm trong rừng. Hai đêm đầu có đèn, đêm cuối cùng đi không đèn. Mỗi đêm chỉ trên dưới ba giờ là anh qua hết khu rừng. Anh phải làm sao biến nó thành đủ rộng để đi gần hết đêm mới vượt qua. Anh đã tìm ra một số khe và những đoạn sình lầy có thể làm giảm tốc độ đáng kể cuộc hành quân của địch. Tối hôm đó có trăng thượng thuần, biển lặng, gió êm. Đúng 20 giờ, tàu địch ở ngoài khơi tính tín hiệu. Sau khi ta đã tín hiệu nhận bản, hai chiếc tàu lao rất nhanh vào địa điểm quy định. Tàu ta áp mạng tàu chỉ huy. Dương, Bảy Thiệt, Chính Lanh cùng bước sang tàu địch. Dưới tàu, tụi biệt kích mặc quân phục bộ đồ mới. Trên vai là khẩu tiểu liên bóng láng và chiếc bạc đà nàng triểu đã sẵn sàng lên bờ. Z69 vui vẻ nói với Bảy Thiện. Anh hai, cho 222 lên bờ rồi sẽ bốc hàng sao? Chúng tôi chuẩn bị cả rồi. T61 và nz 02 sẽ đón 222 vô bờ và dẫn đường. Tên đại đội trưởng mắt sắc lẹm tiến lại. Chúng tôi chỉ cần đưa lên bờ, sau đó sẽ tự đi, không cần người dẫn đường. Đây là điều hoàn toàn bất ngờ. Nếu chúng tự đi thì toàn bộ kế hoạch của ta sẽ đổ bể. Dương nói. Chủ tịch đã thông báo cho chúng tôi là 222 hoàn toàn tự túc. Chúng tôi chỉ dẫn các anh ra khỏi khu vực căn cứ, rồi sau đó các anh tự đi. Tên đại đội trưởng giọng lạnh tanh. Khỏi cần, chỉ yêu cầu các anh đưa chúng tôi lên bờ. Bảy thiệt nói giọng mềm mỏng nhưng kiên quyết. Trước đây, như thuyền trưởng đã biết, Z-21 tới đây cũng chỉ đầu lên bờ rồi tự đi. Chúng tôi đã không tiếp nhận. Lần này đã có lệnh của Chủ tịch đón các anh. Chúng tôi có nhiệm vụ bảo đảm an toàn khi các anh còn ở trên địa phận. Chúng tôi còn có nhiệm vụ bảo đảm an toàn khu vực của mình. Để xảy ra chuyện gì thì không chỉ phiền cho các anh, còn phiền cho tổ đặc biệt lâu dài. Khi chúng tôi đưa các anh ra khỏi căn cứ, các anh sẽ đi tiếp không có chúng tôi. Nếu không nhất trí, các anh cứ ở trên tàu. Chờ chúng tôi điện hỏi lại tổng hành dinh vì đây là nguyên tắc tên đại đội trưởng nhìn bẫy thiệt như để đánh giá vẻ mặt hiền lành của anh lúc này trở nên khá lì lợm Khi biết không thể vượt qua nhiều vòng cũng được thôi tôi đồng ý để các anh dẫn khỏi khu vực chính lành nói đề nghị đại đội trưởng cho anh em bỏ đồ xuống xuồng khi vô bờ sẽ nhận lại tên đại đội trưởng sẵn giọng sao lại phải như vậy các anh chưa biết dùng biển này. Mang giác nhiều, không rồi sình được đâu. Tên thuyền trưởng giang hòa. Anh NZ02 nói đúng rồi. Chúng đành bỏ tất cả bạc đà và súng đạn xuống một xuồng. Người đi một xuồng. Chính anh nhấc một chiếc bạc đà đưa xuống xuồng. Anh cảm thấy mừng vì nó khá nặng. Các thủy thủ được dặn trước còn khá xa bờ đã kêu xuồng cạn. Bắt bọn biệt kích phải xuống lò nước. Bảy thiệt cùng tên thuyền trưởng hút thuốc lá, nhìn các thủy thủ sang hàng qua mạng tàu. Anh em ta đã được lệnh nhận hàng thật nhanh, đề phòng có chuyện đụng độ sớm trên bờ. Hàng sang mạng bảo đảm khô ráo, đỡ vất giả hơn những lần trước nhiều. 24 giờ tiếp nhận xong hàng đúng kế hoạch. Hai tàu xâm nhập trở về tàu ta đưa hàng vào bờ. Bảy thiệt đã hoàn thành nhiệm vụ đêm nay. Anh biết gánh nặng lúc này đang dùng xuống chai chính lành. Vào bờ, chính lành gặp riêng đại đầu trưởng. Chúng tôi được định chuyển cho các anh 12 khẩu K-54. Tôi cũng đang định hỏi anh. Chính anh vỗ tay ba tiếng. Một người mang chiếc giỏ từ trong rừng đi ra. Tên đại đội trưởng kiểm thấy đủ 12 khẩu K-54, đầu mở bóng láng, rồi gọi những tên chỉ huy lên nhận. 21 giờ, đại đội 222 lên đường. Vì sợ chúng đi nhanh, bộ đội ở địa điểm phục kích chưa sẵn sàng. Chính lành dẫn chúng đi đường vòng, lội qua nhiều dũng lầy. Chúng mang nặng, mệt nên tốc độ đi rất chậm. Ngoài súng đạn mang đủ cơ số, quân trang, chúng còn mang theo gạo, lương khô, cá hộp và cả nước uống. Những tên biệt kích thở phì phò, dứt dần gạo, lương khô, rồi đến nước uống. Có tên thấy chính lanh đi người không, dúi cả khẩu CKC cho anh. Nhìn bọn chúng gò lưng mang nặng, Rút mãi chân không ra dưới sình lầy. Chính anh bỗng nghĩ, lúc này chỉ cần một đại đội phục ở đầu đường là có thể bắt cả bọn dễ dàng. Riêng tên tuấn trưởng đã mấy lần làm anh trần trợn. Mỗi lần anh dừng bước tính toán xem dẫn chúng theo cách nào để kéo dài chặng đường. Vừa ngoảnh lại, đã thấy y đứng sát lưng với khẩu súng ngắn lăm lăm trong tay. Rõ ràng hắn là một sĩ quan ngụy cũ rất có kinh nghiệm. Nhưng anh cũng yên tâm vì biết rằng khẩu K-54 hắn vừa nhận khi bắn đạn sẽ không nổ. Anh còn đủ ít giây để kết liễu đời hắn trước khi những tên đi sau kịp hạ khẩu CKC nhắm vào mình. Đến nửa đêm, anh chợt nhận ra cứ với tốc độ này thì chúng không thể có mặt đúng giờ tại địa điểm phục kích. Anh đứng chờ tên đại đội trưởng tới gần nói Đại đội trưởng nhắc các chiến hữu cần đi nhanh, Tên đại đội trưởng không nói gì, vì biết bọn lính không phải không muốn đi nhanh. Chính anh bắt đầu tìm đường tắt để đưa chúng ra khỏi rừng. Đồng hồ đã chỉ 3 giờ 30 phút. Chúng mới đi được nửa đường. Chính anh yêu cầu hội ý với đại đội trưởng. Lanh nói, 3 giờ rưỡi rồi, phải nghỉ lại đây thôi. Đi tiếp nữa, trời sáng ra khỏi rừng là rất nguy hiểm. Hắn suy nghĩ rồi ra lệnh triệu tập các trung đội trưởng hắn kéo bọn này ra một chỗ khác trao đổi không có Dương và Chính Lanh. Lợi dụng lúc không bị theo dõi, Chính Lanh nói nhỏ với Dương. Lỡ giờ hẹn rồi. Một trong hai chúng mình phải rút khỏi đây trở về báo cáo. Anh đi hay tôi đi? Có lẽ cậu đi. Giờ lúc đó tên tuấn trưởng quay lại. Nghĩ lại đây thôi. Anh em cũng mệt rồi. Chính Lanh nói chúng tôi không thể vắng nhà ba ngày vì sợ cộng sản nghi các anh ở lại đây tối nay chúng tôi sẽ đưa cơm đến rồi đi tiếp hắn vui vẻ ok chắc vừa rồi bọn chúng đã bàn với nhau về chuyện này nhưng hắn nói tiếp anh cho một người của tôi đi theo anh ok chính anh cũng đáp lại ngay như hắn anh cố đi nhanh ra khỏi rừng vừa đi anh vừa nghĩ cách phải giải quyết tên biệt kích đang bám theo như thế nào. Không nên để nó tới gần trần địa phục kích. Dương hiểu ý anh đã luôn luôn bám sát tên biệt kích. Tới bìa rừng, tên biệt kích bỗng dừng lại. Hay là có điều gì khiến hắn nghi ngại? Chính là nghĩ, nhưng hắn dù vẻ nói. Tạm biệt nhau ở đây thôi, hay anh đi tiếp đi. Chính lành đón tên chỉ huy cho hắn đi theo để dò đường ra khỏi rừng. Chính lên chờ chương, cắm đầu chạy tới chỗ địa điểm bộ đội phục kích. Các bộ đội đang sốt ruột. Anh phải đề nghị họ bỏ kế hoạch, chuyển tới bao dây quân địch ở địa điểm chúng đang dừng chân. Bụng hai người cùng cào vì đói và mệt. Chặng đường mấy cây số trước mắt tưởng như còn rất xa. Bên đường xuất hiện một ngôi nhà còn ánh đèn, dưới kinh buộc chiếc xuồng. Dương bàn. Ta vô đây xin chút chị ăn một miếng, rồi mượn xuồng thì đi mới kịp. Đúng đó. Hai ông bà già đang ngồi ăn cháo đường. Chính lành nói. Chúng cháu ở bộ đội biên phòng đi đủ bọn vật kích. Đối quá. Hai bác cho chúng cháu ăn cháo với. Bà già vui vẻ múc cháo mời hai người. Ăn xong chính lành nói. Chúng cháu có việc rất gấp. Mà đi suốt đêm mệt quá rồi. Hai bác cho chúng cháu mượn tạm chiếc xuồng. Ngày mai chúng cháu đem trả. Ông già sốt sắng. Xuồng buộc ở bờ kinh, xuống lấy mà đi. Bà già nhìn ra phía kênh nói. Không cho mượn đâu. Ông rầy bà. Bộ đội người ta mượn rồi trả Mà sao không cho? Biết các chú có phải là bộ đội không? Các chú mượn không trả. Thì rồi chúng tôi biết làm sao. Chính là anh dịch áo để lộ ra cây súng K-54 hai bác xem đây có đúng chúng cháu là bộ đội biên phòng đi đuổi biệt kích không bà lão quản hồn liếu ríu các chú lấy xuồng đi mai đem trả cho chúng tôi nhất định sáng mai chúng cháu sẽ trả hai người hối hả chèo xuồng chính lanh nói mai á phải đem mang trả chiếc xuồng không biết bà già có tin mình là bộ đội hay tưởng mình là ăn cướp đồng chí tiểu đoàn trưởng nhìn thấy hai người kêu trời anh em sắp ngủ ngoài địa rồi bị kích đâu các đồng chí cần đi ngay trước khi trời sáng hãy quay ngược trở lại năm sáu cây số chúng ở trong rừng chúng tôi sẽ dẫn đường chính anh đề nghị tiểu đoàn chia làm hai mũi bao dây và bí mật tiếp cận quân địch anh dự kiến tận đánh sẽ không khó khăn vì quân địch thành quân suốt đêm đều rất mỏi mệt và lúc này chắc chúng đang ngủ ly bì. 6 giờ sáng, bộ đội bí mật bao dây khu rừng. Chính Lanh và Dương cùng bò vào tìm quân địch trong rừng, nhưng ở đây không còn một ai. Lúc đầu anh tưởng mình làm địa điểm, nhưng ánh sáng ban mai đã sâu rõ vô số những dấu dài. Chính Lanh đoán tên chỉ huy có kinh nghiệm đã cảnh giác chuyển sang một vị trí khác. Anh bảo Dương, cứ lần theo dấu dài sẽ thấy chúng chắc không xa. Hai người đi theo những dấu chân, những mẫu thuốc lá, cả những gói lương khô, ăn dở dứt trên dọc đường. Hai mươi phút sau, họ đã lận tới nơi bọn chúng trú quân, một khu rừng tràm cách vị trí cũ khoảng 500 mét. Tất cả bọn chúng đang ngủ mê mệt. Chính lãnh giả Dương quay trở lại dẫn đường cho bộ đội. Sau khi siết chặt dòng dây, đồng chí tiểu đoàn trưởng cho dùng loa kêu gọi quân địch đầu hàng tên đại đội trưởng dùng dậy ra lệnh chiến đấu. Một số xả súng bắn bừa bãi ra chung quanh, chúng không biết bộ đội ta đang ở đâu. Lọt AK đầu tiên của một chiến sĩ nhắm đúng tên đang dung tay hò hét. Tiếng súng của bộ đội nổ rang. Hai tiểu đoàn khác làm lực lượng dự bị trên bờ biển, nghe tiếng súng cũng đồng loạt phát quả. Bọn địch chống cự một lúc rồi la gọi xin bộ đội ngừng bắn, chúng chịu đầu hàng bộ đội ta tiến vào thấy có bảy xác chết chính linh ngẩn người khi nhìn thấy tên đại đội trưởng nằm giữa chủng máu vũ khí điện đài đặt cả trên mặt đất nhiều khẩu ckc băng đạn vẫn yên nguyên dọc đường về cả sông ông đốc Ba Tâm và Ba Thiện nhìn thấy những đồng quân xa vận chuyển rầm rộ trên đường. Ba Tâm nói, Gài rồi, anh trông xem, khác gì một chiến dịch lớn hồi xưa. Mình tưởng quân khu sẽ cho chuyển quân bí mật trong đêm chứ biết đâu. Họ chưa biết, từ sau Hòa Bình, một trung đoàn vận chuyển cơ giới đã có trong biên chế số xe lớn như thế này. Cả hai đều băn khoăn, chưa biết sau đây phải làm gì để bảo đảm bí mật cho kế hoạch xuống đến huyện trần văn thời họ lại nhìn thấy những đơn vị thông tin quân đội đi giải dây điện thoại sự lo ngại của họ càng tăng suốt đêm họ thao thức hai giờ sáng hai người đều dậy ngồi quanh ấm trà chờ đồng tỉnh ba tâm luôn luôn nhìn đồng hồ không hiểu sao đã quá năm giờ mà chung quanh vẫn hoàn toàn im ắng trời sáng dần Ba Thiện nói Có thể bộ đội làm tốt Ta đã uy hiếp chúng Buộc chúng phải đầu hàng không cần phải nổ súng Bỗng vang lên một tràng tiểu liên Ngay sau đó tiếng súng nổ rang Không phải chỉ có một nơi Mà có tới ba khu vực Tiếng nổ dồn dập như một trận công đồn Thời kháng chiến Họ nhìn nhau Hay là đúng như đồng chí tham bưu trưởng dự đoán Địch đã xâm nhập với một số lượng rất lớn Nhiều người dân Quanh đồng biên phòng hớt hải chạy tới, hỏi, đang xảy ra chuyện gì? Đồng chí đồng trưởng biên phòng cũng không biết gì hơn, trấn an. Không có chuyện gì đâu, bộ đội tập trận đó. Nửa buổi sáng, Chính Lanh mới quay về. Quần áo anh ướt đẫm, mắt sâu trũng, anh nói. Báo cáo với các anh, xong rồi. Ba Tâm và Ba Thiện cùng siết tay Chính Lanh. Ba Tâm hỏi, chúng chưa bao nhiêu tên? đúng như chúng đã báo trước. Bảy tên bị bắn chết, bộ đội và anh em ta không can chi. Tiếc rằng tên đại đội trưởng đã chết, tên này rất ngoan cố. Tất cả bọn còn lại đang được chuyển về trại giam. Hai người thở ra nhẹ nhõm, nhưng họ đọc được trong mắt của nhau mối lo. Giải quyết sau đây với những tiếng súng ầm gian sáng nay ở đúng vùng đại đội 222 đổ quân. Tối hôm đó, Tổ đặc biệt điện cho trung tâm gia đình Z222 đã lên bờ. Tổ đặc biệt đã dẫn đi khỏi Minh Hải lên rạch giá. Trong thời gian qua, Hà Khanh và Hai Hòa đã chào trại giam gặp Hùng. Hùng bàn bạc với Y, xem Phước có khả năng lẫn trốn ở đâu. Hùng không biết gì về những quan hệ của Phước, chỉ đánh giá y rất tinh khôn và biến báo. Cuối cùng, Hùng nói nên tới gặp Úc Duyên, vì Phước đã hai lần về đây và cậu ta tỏ ra rất thích cô gái mắt sáng mại công này. Hai qua đã tới gặp Úc Duyên, nhưng Úc Duyên khai từ sau lần tới gửi điện đài, Phước chưa khi nào quay lại. Cô gái hứa sẽ báo ngay với công an địa phương nếu y xuất hiện ta đã trao nhiệm vụ cho công an địa phương bí mật theo dõi gia đình Phước ở quê và nhà Úc Duyên. Ta cũng thông báo hình dạng của Y tới các cửa khẩu trên đường sang Campuchia, đề phòng Y trốn trở lại Thái Lan, nhưng Phước vẫn biệt vô âm tính. Công việc hội cung những tên gián điệp biệt kích thuộc đại đội 222 được tiến hành ngay. Chúng khai có nhiệm vụ về dùng riêng gian để xây dựng căn cứ, tuyển mộ người tiến hành chiến tranh phá hoại và những hoạt động vũ trang quấy rối chờ thời cơ lật đổ chính quyền tại địa phương. Ta phát hiện một tên là Nghiêm Thế Vinh, có số hiệu Z41, mang theo mật thư của G6, gửi người tên là Chu Chính ở nhà số hẻm quận Bình Thạnh, có biệt danh là Ông Giáo. Ban chỉ đạo nhận định đây là một đồng mối mới quan trọng, cần phải tranh thủ khai thác. Để chuẩn bị cho việc này, tổ đặc biệt điện cho trung tâm Z41 đi lạc trong khi hành quân ở đại đội. Dưới đại đội, đã quay trở về khu vực căn cứ, hiện do tổ đặc biệt quản lý. Vài ngày sau, trung tâm điện, tạo điều kiện cho Z41 chuyển mật thư cho chú chính. Ba Thiện nói với Hà Khanh. Bây giờ chúng mới liên lạc với động mối này, có thể rất quan trọng, anh lo ngay cho. Hai quà được mời tới. Hà Khanh trao cho hai quà phong mật thư và nói. Việc này phải nhờ xã trưởng. Hai Hòa đã một thời gian dài làm xã trưởng tại một xã quan trọng ở cửa ngõ Sài Gòn. Xã của anh được người Trang coi là xã duy nhất ở dụng Giang Đô, không có tiếng súng, tiếng lựu đạn, truyền đơn, biểu ngữ, không có việc cộng từ khi anh làm xã trưởng và chủ tịch tự vệ. Đây chính là một căn cứ của thành. Tuy nhiên, Hai Hòa đã mấy lần chết hụt vì R15 của chính biệt động ta ở những nơi khác hà khanh nói nghiêm thế Trinh chưa hề gặp ông giáo Và chưa nắm chắc tình này anh có cần đưa hắn đi theo không nếu vậy xin cho tôi đi một mình hai quà đứng trước một ngôi nhà yên tĩnh kín đáo trong một hẻm nhỏ anh bấm chuông một chị có vẻ người giúp việc trong gia đình đi ra tôi ông hỏi ai chú chính có ở nhà không ông con vừa đi học phường có lẽ nào ông giáo lại đi họp phường? Hai Hòa hỏi tiếp Chừng nào chú Chính về? Anh nhấn mạnh vào hai tiếng chú Chính Dạo này phường họp suốt Ông con đi không hẹn khi nào về Chú Chính công tác ở phường ư? Dạ, ông Chính con là cán bộ của phường từ lâu Ông có gì dặn lại không? Để tôi sẽ quay lại Hai Hòa không quay lại ngay anh không tin ông giáo người được dê sáu gửi mật thư lại là cán bộ phường quanh năm đi họp qua tìm hiểu hai quả biết lê quốc trung nguyên là nhân viên ngành thuế quan sau ngày giải phóng công tác ở khu phố rất tích cực nay đã trở thành cán bộ tuyên truyền của phường ba ngày sau anh qua lại một người trạc gần 50, tóc chấm bạc, có bộ mặt tươi cười và dáng điệu sóc giác của một cán bộ phường chính cống đi ra mở cửa hỏi. Đồng chí cần gặp tôi à? Hai Hòa hỏi một cách thận trọng. Tôi ở chỗ chú Sáu Tây tới xin gặp chú Chính. Nụ cười tắt trên môi. Chú Chính im lặng nhìn anh với cặp mắt quan sát rất cảnh giác. Anh hiểu mình đã không lầm. Chú Sáu có thư gửi ông giáo. Ông giáo khóa cửa cẩn thận trước khi dẫn anh vào nhà anh được đưa vào buồng trong giáp với khu vườn. Ngay cả ở đây, vẫn thấy đầy đủ bóng dáng của một cán bộ phường tích cực. Trên tường, bức ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh được đóng khung treo trang trọng ở chỗ cao nhất. Phía dưới là nhiều tấm bằng khen, giấy khen của thành phố về thành tích thi đua từng năm của ông Lê Quốc Trung. Pha nước mời khách xong, ông giáo hỏi. Anh mới ở bên đó về à? Thưa tôi đi ra đi vô Nhưng vẫn là người của quốc nội Tôi gửi từ khi nào Thưa hơn tuần nay Hai quà trao cho ông giáo cái túi giấy Từ khi vào tới giờ anh vẫn cầm trong tay Chú Chính đón cái túi ngạc nhiên Khi thấy bên trong trống không Rút kinh nghiệm Đồng chí trinh sát đã tới gặp ông nội Anh nói Tôi xin mở thư để chú Chính coi anh lấy trong túi ra một quả chanh và chút bông gòn anh lộn trái cái túi bằng giấy dầu dắt nước chanh vào bông gòn rồi từ từ quét trên mặt giấy những dòng chữ bắt đầu hiện lên người cầm giấy này là đặc phái viên của mặt trận được cử về quốc nội Kính thưa quý vị, được tin công an Minh Hải đã bắt gọn nhóm gián điệp Thứ trưởng Cẩn xuống ngay trại cây sòi để nắm bắt tình hình và kịp thời chỉ đạo giải quyết những nút thắt cần thiết. Bà Tâm được phân công báo cáo với Thứ trưởng về đợt xâm nhập thứ hai bằng đường biển này. Bên cạnh đó, họ cũng bày tỏ ý định giáo dục Trần Ngọc và Nguyễn Nhật Thắng trở thành người hữu dụng cho ban an ninh. Với phương án tương kế tự kế, anh Bảy Thiệt đề nghị đưa hai người về Đồng Nai để xây dựng một mật cứ mới, theo như chủ trương của Trung tâm Thái Lan là mở rộng địa bàn hoạt động, tránh tập trung vào những chỗ đã có bị kích bám trụ. Rồi hai tuần trôi qua, tổ đặc biệt lại nhận được điện báo là trung tâm sẽ cho vào chuyến hàng thứ hai. Bảy thiệt rất băn khoăn bởi biển phía Tây đang có bão, mưa lớn mấy ngày liền. Tàu của tổ đặc biệt neo đợi cách cửa đầm 3 km. Sóng dồi rất mạnh, mọi người đều say sống dần dần chui vào nằm trong cabin một điều không may đã xảy ra máy tàu bị hỏng lúc bắt đầu được tín hiệu nháy đèn của tàu địch đang từ ngoài khơi đi vào vì hầu hết các thủy thủ đều là công an nên không thể sửa chữa chiếc máy hư hỏng một bài học xương máu cho bảy thiệt khi xin tàu lại không xin thợ máy giỏi đi theo không biết rồi bảy thiệt sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào để có thể móc nối kịp thời với tàu của trung tâm dừa từ thái thả neo vào đầm. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 13 tiểu thuyết đêm yên tĩnh của nhà văn Hữu Mai trong chương trình đọc truyện đêm mai để từng bước đi tìm lời giải đáp. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.